Hello chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn ở đến channel của mình và mình Noob Gamer đây. Trong clip hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn add-on Error World cho Minecraft PE 1.20.70 nhé. Thì đây là phiên bản Error World beta thôi và add-on này được làm bởi bạn Gin MC. Thì đây chỉ là một phiên bản beta nên là nó vẫn chưa có những thứ đầy đủ giống trên PC nhé. Và đây sẽ là toàn bộ item có trong bản add-on lần này. Trong bản này thì vẫn chưa có giáp gì nhiều này và cả vũ khí nữa, chủ yếu là những vũ khí của Spart thôi. Và bởi vì đây là bản add-on beta nên là nó vẫn còn khá là sơ sài, nên là các bạn chờ add-on này ra chính thức thì nó sẽ đầy đủ hơn nhé. Và trong bản móc này thì sẽ có rất là nhiều công trình giống trên PC và sẽ có những con ký sinh trùng cũng như là những con zombie như này thì nó sẽ được spam ở ngoài tự nhiên rất là nhiều. Và trong add-on này thì sẽ có cả thanh nước luôn này. Thanh nhiệt độ thì vẫn chưa có, thì có lẽ là trong tương lai thì add-on sẽ cập nhật thêm. Mới vào thì các bạn sẽ nhận được 10 cái bình nước như này, thì bình nước này sẽ giúp các bạn có thể hồi phục thanh nước nhé. Đấy, thì các bạn có thể hồi phục thanh nước bằng cái bình này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy cái thanh nước này và uống nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái chai rỗng. Sau đó thì các bạn sẽ đi múc nước sông nhé. Các bạn đi múc nước về cho mình. Sau khi đã có nước ấy thì các bạn sẽ di chuyển vào cái lò nung này và các bạn sẽ cho cái lọ nước bẩn này cho vào trong này. Đấy, thì ngay lập tức thì nó sẽ nung ra nhé. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần chờ quá trình nó nung ra và nó sẽ thành nước sạch để các bạn uống. Đấy, thì đấy là cách để các bạn có nước sạch uống nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể uống bằng cái nước bẩn này cũng được, nhưng mà khi các bạn uống vào ấy thì các bạn sẽ bị dính hiệu ứng chóng mặt và có lúc ấy thì uống nó không tăng thanh khát đâu. Mình sẽ uống cho các bạn xem này. Các bạn có thể thấy thì vừa nãy mình có uống nhưng mà nó không tăng ấy, thì cái lọ nước bẩn ấy thì lâu lâu nó sẽ không tăng thanh nước nhá, và nó sẽ bị dính hiệu ứng độc. Đấy, thậm chí là uống vào nó còn không tăng luôn này. Đấy, thì nên là các bạn cần phải chú ý là sử dụng những cái chai nước sạch như này. Thì các bạn sẽ mang vào lò nung và nung lên thì sẽ có nước sạch để uống nhé. Thì công thức để chế tạo nước thì cũng rất là đơn giản thôi. Và trong bản này thì item đây thì sẽ có những cái món item khá là đặc biệt như này, thì các bạn tự tải về và tự trải nghiệm nhé. Còn trong bản này thì chỉ là một phiên bản beta thôi nên là nó không có gì nhiều đâu, thì mình cũng chỉ review sơ qua thôi. Và đây sẽ là toàn bộ những con mob có trong bản add-on lần này. Thì một lát nữa mình sẽ đi khám phá thế giới và review cho các bạn về những cái phần công trình như này. Và ở trong cái map đấy thì khi các bạn vào thì sẽ có những con ký sinh trùng và những con zombie như này sẽ xuất hiện spam khắp map, giống mod Error World trên PC của Dương 404 thôi. Đấy, thì đây chỉ là bản beta nên là nó cũng chưa được đầy đủ cho lắm. Bây giờ thì mình sẽ review những con mob có trong bản add-on này và mình sẽ đi khám phá công trình. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài add-on này nhé. Mình nhắc lại là bản này chỉ là một phiên bản beta thôi, các bạn chơi để trải nghiệm add-on Error World ở trên PE thôi, chứ nó chưa có phiên bản chính thức nên là chưa được giống trên PC cho lắm. Đây thì đây sẽ là những con ký sinh trùng. Và trong bản add-on này thì cũng sẽ có cả trang máu luôn nhé. Thì đây chính là con creeper khi bị dính ký sinh trùng này. Đó, thì đây sẽ là toàn bộ những con mob có trong bản add-on lần này. Bây giờ thì mình sẽ đi review những công trình có trong bản add-on này cho các bạn xem nhé. Thì công trình trong add-on này thì rất là giống với trên PC luôn. Và các bạn cũng có thể để ý là cái texture pack của Minecraft ấy thì đã được sửa lại thành phiên bản 1.12 này nhá, cho nó kiểu hoài niệm và cũng giống như trên PC ấy. Các bạn cần chú ý cái thanh nước này thì nó tụt khá là nhanh, nên là các bạn cần phải chuẩn bị những cái chai nước trong người để các bạn không bị chết khát nhé. Khi thanh nước của các bạn mà gần cạn kiệt ấy thì các bạn sẽ bị chết và các bạn sẽ bị dính hiệu ứng yếu đuối nhá. Thì các bạn có thể thấy thì ngay cả chế độ sáng tạo thì mình cũng bị ngòm luôn này. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me. Trong add-on này thì vẫn còn khá là nhiều công trình giống trên PC. Thì các bạn chơi càng lâu thì map nó sẽ được loát ra càng nhiều công trình nhá. Thì mình mới tạo map nên là công trình nó spam ra cũng khá là ít. Các bạn tự tải về và tự tìm hiểu sau nhá. Bởi vì là trong cái add-on này thì công trình nó đều y hệt giống trên PC rồi. Các bạn có thể tự tải về và tự đi khám phá công trình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài add-on này. Đầu tiên thì các bạn cần phải xuống phần mô tả và tải cho mình add-on này về. Sau khi đã có add-on này thì ở đây nó đã có định dạng sẵn là MC add-on rồi. Bây giờ thì các bạn chỉ cần bấm vào thì ngay lập tức nó sẽ tự động chuyển hướng vào trong Minecraft nhá. Ở trên Android ấy, thì các bạn sẽ vào driver này và các bạn sẽ giữ vào cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ thấy có một cái chữ mở và bên cạnh đó là sẽ có một cái phần mũi tên như kiểu phần chia sẻ này, nó sẽ có một cái logo của nó ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cái phần mũi tên đó. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần Minecraft thì ngay lập tức nó sẽ tự động chuyển hướng vào trong Minecraft nhé. Ở trên Android thì các bạn vào driver thì nó sẽ cũng giống như kiểu iOS này thôi. Bây giờ thì các bạn chỉ cần chờ thôi. Đó, sau khi vào game ấy thì ngay lập tức thì nó sẽ tự động import vào này. Bây giờ thì các bạn sẽ chờ một lúc thì nó sẽ tự động import add-on vào cho các bạn. Rồi, như vậy là add-on nó được cài xong rồi nhá. Bây giờ thì các bạn chỉ cần tạo map và gắn add-on thôi. Và đây sẽ là thứ tự sắp xếp add-on này. Ở phần review pack thì nó chỉ có một pack thôi nên là các bạn không cần phải quan tâm. Ở phần video pack ấy thì các bạn sẽ cho cái phần mod Error World lên đầu và cái phần extra này để ở dưới. Còn đối với phần tính năng thử nghiệm ấy thì các bạn nhớ là bật lên hết cho mình. Đó, như vậy là các bạn đã cài thành công rồi nhá. Bây giờ thì các bạn chỉ cần tạo map và chơi thôi. Thì đây là một phiên bản beta và máy yếu có thể chơi. Phiên bản beta vẫn chưa đầy đủ những thứ ở trên PC. Nhưng mà trong tương lai thì add-on nó sẽ khá là giống trên PC đấy. Nên là các bạn cũng mong chờ là add-on sẽ được ra chính thức nhé. Bây giờ thì clip của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn nào mà muốn mình review add-on gì ấy, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình làm nhé. Bây giờ thì bye bye tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành.